Cặp đấu giữa Pháp và Bỉ có thể xem là trận chung kết sớm của Euro 2024 khi họ đang là những đội bóng nằm trong top 3 thế giới và sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Xét theo thực tế, cả hai vừa trải qua vòng bảng Euro 2024 với nhiều thất vọng và khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho hai đội bóng này giảm sút đáng kể. Theo đó, Pháp chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ hai bảng D với thành tích thắng 1 và hòa 2 lần sau 3 trận đấu đã đá. Đáng nói, Les Bleus với hàng công khủng gồm Mbappe, Dembele, Kolo Muani, Griezmann, Thuram cũng chỉ có được 2 bàn thắng sau 3 lượt trận. Bên kia sân, Bỉ cũng chẳng khá hơn là bao khi một thắng, hòa 1 và thua 1 lần ở 3 trận đấu tại vòng bảng. Như vậy, Quỷ Đỏ chỉ đứng ở vị trí nhì bảng E bảng đấu vốn họ được xem là đội bóng số 1 và bỏ xa so với phần còn lại là Slovakia, Ukraine và Romania. Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, rõ ràng Bỉ và Pháp không có được điểm rơi phong độ tại Euro 2024 và nhiều khả năng trận đấu này sẽ cần hơn 90 phút để giải quyết thắng thua. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1/2, Pháp chỉ thắng có 2 lần ở 5 trận đấu đối đầu vừa rồi trước Bỉ. Pháp vừa có mạch 8 trận đấu không thắng kèo. Bỉ bất bại kèo 4 trên 6 trận đấu gần nhất. Chọn Bỉ. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-1/4, 4 trên 6 trận đối đầu vừa qua giữa Pháp và Bỉ có tỷ số xỉu 2-1/4. 4 trận đấu mới đây của Pháp cũng có tỷ số xỉu 2-1/4. 3 trận đấu gần nhất của Bỉ có không quá 2 bàn trên trận. Chọn xỉu.